trời xanh mây trắng, vẫn có lùm mây ở trên trời cao, nó tạo là trên cái bầu trời xanh hai cái màu đó là rất là hợp nhau luôn, màu xanh với màu trắng. Màu trời không phải là màu xanh như vậy đâu, do là bị bức xạ ánh sáng. Bức xạ ánh sáng tức là ánh sáng mặt trời á thì sẽ chiếu vào bầu khí quyển trên tầng mây đen á, sẽ bức xạ ra được cái màu như thế này. Nếu còn nếu là không có mặt trời á thì tối tươi thôi, và cây tối cũng không phải là tối được. Nếu như mà nắng quá đó, thì sẽ gây ra cháy rừng. Và nếu như mà không có ánh nắng mặt trời á thì cây tối nó không thể là mà quay không thể là không được. Đó là ai vì nếu như mà không có mặt trời á thì hơi nước sẽ không có mất lên trời được và cũng sẽ không có mưa. Đây là mặt trời cho dù á là mặt trời càng ngày càng to, sẽ to dần theo thời gian. Nhưng mà mặt trời rất là quan trọng. Nếu mà không có mặt trời thì thật sự cũng không hiểu, cũng không thể nào mình duy trì được cái sự sống ở hiện tại. Hơn là cái việc mà mình chạy mô tô rồi mình gầm mình đứng ra cứ đùng 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 nghe như vậy á, nhiều người nghe họ rất là phấn khích, nhưng mà có nhiều người thì họ rất là dị ứng, rất là đinh tai nhức óc. Nếu như mà đó có những người mà bị gọi là cái gì ta bị stress á, mà nghe tiếng nghe đùng 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 như vậy chắc nổi đi luôn, không có gì hay cả. Nhưng mà có nhiều người thích, nó là một từ sở thích của mọi người.